em xa nhất trong nhà. Em chỉ nói cho mình chị biết thôi nhá. Ok, uy tín luôn. Là mẹ em. Em đâu? Em là bố em, sợ mẹ em nhất luôn. À, vui vẻ quá nhỉ. Thế nếu như bây giờ em có follow chị thì chị sẽ làm cho em một chiếc áo để mẹ cưng nhất luôn cho em. Nhưng mà chị làm cho bố em nhất rồi. Bố con chịu luôn. Nó ở cái tập chất. Chuyên gia xem cháu đấy. Thế vậy ạ? À? Thế bây giờ nhà cô muốn làm áo có yêu cầu như nào? Thằng Đức Anh nhà ở nhà nó ngoan lắm. Ngoan đâu? Cháu xem thiết kế kiểu áo nào để lớp nó không bị bắt nạt đấy. Ok, iPad lên đồ. Các bạn 5A vào xác nhận xem Đức Anh có ngoan như ở nhà không nhá. Còn chị thấy sao sao ấy. Thế thì phải vẽ ngay câu slogan: đến lớp là cá mập, về nhà là cá con, cho mẹ biết mới được. Ta-da, lên đồ.